Ok, sản phẩm này Kiên sẽ đặt hàng về để xem coi xài thực tế nó như thế nào nha. Đây các bạn, Kiên đã đặt hàng nó về đây. Và con này ở trên Kiên đặt ở trên sàn thương mại điện tử Banggood nha. Ok, bây giờ Kiên sẽ khui cái hộp hàng này ra và trải nghiệm thử xem nó như thế nào nha. Con này được Kiên mua với giá là 638.000 nha. Và đây nè, nếu mà Kiên mua, Kiên nhận hàng á thì nó rạch ra, Kiên kiểm tra hàng nè. Nó rạch ra thôi, nhìn thấy nó là cái đồ massage. Mình nhớ ra sản phẩm mình đặt rồi nên mình cũng không gạch ra nữa. Đây, đây là hộp của nó nha. Đây, Kiên sẽ cho các bạn coi đi qua một chút về thông số của nó. Đây là một cái tờ hướng dẫn sử dụng đấy các bạn. Nó ghi hoàn toàn bằng tiếng Anh nha. Thì chiều nữa Kiên sẽ đọc lại một chút về cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Đây các bạn, đây là cái sản phẩm, nhân vật chính là cái súng massage. Thì cái để lại đã. Thì đây là đầu massage này. Đây là cái đầu nhọn này để mình massage mấy cái chỗ mà nhỏ giống như bàn tay này. Đây, lòng bàn tay, lòng bàn chân đó. Đó. Còn đây là, thì cái này mình massage ở cái đầu này thì mình giống như kiểu là một cái búa vậy đó. Mình cho nó massage ở chỗ điểm nào cũng được. Còn đây, đây là cái cục này thì massage cái cục này á, nó kiểu mà nó làm như cái gì đó bằng xốp ấy các bạn, chứ không phải là bằng cao su đâu nha. Bóp nó mềm mềm, thật sự là bẹo phát thì nó cũng rớt ra luôn đấy, nhưng mà Kiên không dám bẹo thôi, tốn tiền lắm, mới mua xong chưa kịp xài đó. Thì cái cục này thì để massage nhẹ nhàng thôi, thì để qua bên luôn. Tiếp theo, cái này như cái càng này á thì nó sẽ để massage ở cái phần mà phần sống, đốt sống cổ của các bạn. Các bạn đặt trên đây nè, nó đi theo cái đường viền ở trên vai nè, đi theo đường ở bên đốt sống cổ nè, đó, hai bên vai nè. Tiếp theo, cục sạc này 220V, 0.4A, và đầu ra của nó là 8.4V, 1A. Đây là cái, đây nè, một cái ổ cắm để các bạn lỡ may cắm không vừa á, này các bạn cắm vô. Rồi cuối cùng là cái súng massage. Đây thì cũng không có gì đặc biệt cả. Cái này là lỗ cắm sạc nè. Đấy, thì các bạn bật nó, điều khiển nó là các bạn bấm nút nút này nè. Nó có 5 chế độ này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6. À, Kiên nhầm, 6 chế độ lận nha. Đó, chậm, nhanh, nhanh hơn nữa, nhanh nhất nè. Rồi, còn về cái giấy hướng dẫn sử dụng này á, thì Kiên sẽ cho các bạn coi sơ một chút. Đây nè, đây là giấy hướng dẫn, nó nói về con máy của nó nè. Đây, thì các bạn nhìn vào đây, trên này là nút bấm bật nguồn nè. Thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh này, level 1 nè, 2.400 nhịp một phút nè, 2.700, 3.000 nè, 3.600 nè. Đó, và đây là cái hướng dẫn về cách sử dụng đầu của nó này. Đầu này để làm gì nè, trên đây nè. Đó, đơn giản thế thôi. Tiếng Anh không à. Ok, bây giờ Kiên sẽ lắp thử một cái đầu này vô, cái đầu mà bằng xốp này, và Kiên massage thử nha. Cho nó lên chế độ thứ 3 đi. Wow, khá là đã luôn các bạn ạ. Thì được, cho anh vai coi. Wow, nó đập vào cái chỗ mà xương vai của Kiên, nó không có đau đâu, nhưng mà cảm giác như nó hơi nhột nhột xíu. Cảm giác mà các bạn cho cái cục này ấy, vào cái chỗ gần ngay chỗ mà bả vai, chỗ mà đốt sống cổ á, nó đã lắm luôn á. Tê tê phê phê, nó rung mà nó giật gân mặt kia luôn á. Các bạn biết là cái sức mạnh của nó rồi đó. Kiên bật thử hết nấc coi. Ok, cái nấc to nhất rồi này. Wow, cái con máy này thì Kiên thấy là nếu mà có một người nào đó mà đấm lưng đằng sau cho cầm mà
đấm sau lưng mình á thì nó xịn hơn á. Kia chỉ phải đấm ở trên tay, với lại mình tự chơi với một chút mà mình tự đấm thôi thì thấy nó cũng khá là phê. Nhất là ở cái phần giữa sống lưng á, các bạn đặt cục này vào giữa sống lưng này đã lắm luôn. Bây giờ Kia sẽ chuyển sang cái đầu này, nó giống như là một cái đầu búa nhưng mà làm nhựa nha. Và Kia bật cái nấc mà 5-6 thử xem. Wow, đầu này thì Kim cảm thấy là nó phê hơn, tại vì nó đánh cái nhựa này nó trực tiếp vào trong trong da thịt mình mà, nó phê hơn cái cục này, mặc dù nó cũng chức năng thì cũng tương tự thôi, còn cái này thì nó làm mình nhẹ nhàng hơn. Ok, bây giờ Kim sẽ thử sang một cái đầu khác. Cái đầu này này, đầu này thì có vẻ là nếu mà tự một thân một mình thì có vẻ hơi khó xài, nhưng mà Kim sẽ làm sơ ở bên hai bả vai này xem coi. Đầu này thì mình sử dụng cho hai bên bả vai này là chính nè, và ở trên cái đốt sống cổ này các bạn, đốt sống lưng đó. Bây giờ Kim thử, thực tế thì Kim cũng chỉ có một mình thôi, quay nó hơi bị khó, kiếm người quay nó cũng không có luôn á. Bây giờ Kim thử ở trên hai vai của Kim coi nhé. Wow, khi mà xài cái này thì để cái chế độ co không được các bạn ạ, nó dập rất là mạnh, rất là nhanh chứ, và nó khá là đau đấy. Thế nên cái để chế độ nhỏ nhất là xài cái này. Nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Và cái đầu cuối cùng, cái đầu này là để massage lòng bàn tay, lòng bàn chân này. Chế độ to lên chứ. Các bạn thấy không? Nó rung 5 đầu ngón tay với lại cả cái bàn tay luôn, nó rất là sướng luôn đó. Cái con này Kim nghĩ là cái đầu này ấy, các bạn nào mà bị đau khớp tay khớp chân gì đó, xài thử nó coi. Ngoài những cái chức năng đó thì có một chức năng khá là vui này các bạn. Đây nè, các bạn lấy cái đầu này và đặt ngón tay mình lên, nó massage ngón tay khá là vui luôn. Đây nè, đó, cái bật tốc độ lên nè. Đấy, thấy chưa? Massage ngón tay liên tục luôn. Tốc độ nhanh lắm nha, nhưng mà camera nó bắt hơi bị chậm. Hoặc là các bạn cũng có thể cuội đường, cuội thuốc nè, đó. Rồi, đặt ngón tay vô cái máy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Bỏ thuốc, bỏ đường vào đây nè, cuội nè, bắn tung tóe luôn nè, thấy chưa? Cái ví dụ vừa rồi cũng là vui thôi nha các bạn. Sản phẩm này thì Kiên sẽ để link cho các bạn tham khảo ở bên dưới cái phần mô tả nha. Sau khi mà trải nghiệm con máy này, Kiên có một chút nhận xét. Thì máy nó đấm bóp khá là xịn luôn. Nhưng mà cái đầu này, những cái đầu này á, cái đầu cứng này thì các bạn nên dành cho những cái chỗ nào mà có nhiều thịt á, thì các bạn đấm nó vô. Còn những chỗ nào mà xương nhiều thì các bạn dùng cái cục xốp này này. Và cái tiếp theo, Kiên thấy không hài lòng lắm là cái con này á, thì đương nhiên là các bạn phải có hai người, tức là một vợ một chồng á, hoặc là có bạn bè gì đó, các bạn mua về đấm cho nhau thì nó sướng hơn. Chứ tự mình đấm thì Kiên thấy nó hơi bị khó khăn. Ok, và video của Kiên về cái súng massage đến đây cũng hết rồi. Các bạn cần Kiên review sản phẩm gì, nhớ comment ở bên dưới luôn nha. Nhớ đăng ký kênh của Kiên, bật chuông thông báo luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.